Kính thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong những ngày qua đã theo dõi và ủng hộ kênh. Tôi xin trân trọng kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong kênh của tôi có đăng nhiều bài nói về cách dùng và liều dùng của các cây trái, cây rau, cây cỏ, các gia vị mình ăn hàng ngày mà cũng dùng làm thuốc để trị bệnh. Quý vị và các bạn có thể tìm xem để khi cần thì sử dụng nhé. Và hôm nay tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài tiếp theo, đó là hướng dẫn cách dùng và liều dùng của cây vòi voi. Cây vòi voi đang trước mặt chúng ta đó các bạn. Cây vòi voi này là mọc ở hai bên đường trước cửa nhà của mình đó. Sở dĩ có tên vòi voi là vì hoa của nó giống như vòi của con voi, nên người dân đặt tên cho nó là cây vòi voi. Cây vòi voi là loại cỏ cao từ 0m2 đến 0m4, thân khỏe, cứng, mang nhiều cành, lá hình trứng, dài từ 5 đến 9 cm, rộng từ 3 đến 5 cm. Hai mặt lá đều có nhiều lông, mép lá, răng cưa. Hoa của vòi voi có màu tím nhạt hoặc màu trắng. Thân và cành của vòi voi có rất nhiều lông. Các bạn nhìn đó các bạn. Thân và cành có rất nhiều lông nè các bạn. Cây vòi voi mọc hoang ở khắp nơi, ở những bãi hoang, ruộng bỏ hoang hay mọc ở quanh nhà, quanh làng. Trong cây vòi voi có chứa axit cyanuric dùng để trị những bệnh như bệnh tê thấp, bệnh bong gân, bệnh tụ huyết, bệnh bầm sưng, bệnh mụn nhọt, bệnh viêm họng, bệnh mẩn ngứa, bệnh kinh nguyệt không đều. Về bộ phận dùng thì chúng ta dùng toàn cây vòi voi, gồm lá, hoa, thân, rễ. Về cách dùng và liều dùng như sau: nếu như chúng ta uống để trị bệnh tê thấp, bong gân, tụ huyết, bầm sưng, mụn nhọt, viêm họng, mẩn ngứa, kinh nguyệt không đều, thì chúng ta dùng dưới dạng sắc uống. Chúng ta dùng từ 8 đến 10 gram vòi voi khô, đổ ngập nước, sắc riu riu lửa đến khi còn từ nửa chén đến một chén. Chúng ta chia ra làm 3, rồi chúng ta uống trước 3 bữa ăn của ngày đó nha các bạn. Chúng ta mỗi ngày mỗi dùng, đến khi nào hết bệnh thì thôi. Ngoài ra, chúng ta dùng vòi voi tươi để đắp lên chỗ tê thấp, bong gân, tụ huyết, bầm sưng nha các bạn. Chúng ta dùng vòi voi tươi, chúng ta cắt nhỏ, giã nhuyễn, chúng ta cho rượu vào sền sệt, rồi chúng ta xào nóng. Chúng ta gối vào vải, buộc vào chỗ sưng đau. Chúng ta đắp cho đến khi nào nguội, rồi chúng ta chờ một chút, chúng ta sẽ mở ra. Mỗi ngày chúng ta mỗi dùng, đến khi nào hết bệnh thì thôi. Và chúng ta nên chú ý rằng cây vòi voi kỵ thai. Người có thai chỉ được dùng ngoài, tức là dùng để đắp, chứ không được uống.
và video về cây vòi voi đến đây là hết. Chân thành rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé xem. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều may mắn thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.